sân khấu tinh hoa hội tụ sẽ ngập trong những sắc hoa muôn màu cùng vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên, chan hòa cùng những màn trình diễn đầy quyến rũ trong chủ đề những sắc hoa yêu. Mỗi màn tranh tài sẽ góp một sắc màu trong vườn hoa rực rỡ của nghệ thuật. Lòng thiếp cứ dâng dương thương nhớ mơ màng. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai ai khóc òa. Mùa cũ đã đi qua tháng ngày, giờ mùa hoa nữ đang quay về. Đón xem tập 7 tinh hoa hội tụ, vô cùng đắm chìm trong những sắc hoa yêu. Vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.